Sau nhiều năm khám phá ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng, con người hiện đại không khỏi choáng ngợp trước sự hoành tráng, hùng vĩ và nguyên vẹn của những hiện vật với thời gian. Phần lớn nghĩa trang xung quanh lăng mộ đều được khám phá. Chỉ riêng lăng mộ Tần Thủy Hoàng cho đến nay vẫn chưa ai dám khai quật và trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất giới khảo cổ. Kể cả việc con người tìm ra lăng mộ và sự xuất hiện của đoàn quân Đất Nung cũng không phải ngẫu nhiên. Một số vị cao nhân thông qua con mắt thứ ba có thể phần nào thấy được thiên cơ ẩn giấu bên trong việc này. Trong đó, một cao nhân đã công khai tiết lộ như sau. Cao nhân tiết lộ thiên cơ ẩn giấu bên trong đội quân Đất Nung của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất vùng đất trung tâm Hoa Hạ, ông trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Những gì ông làm sẽ là nền tảng khai sáng cho hậu thế sau này. Tần Thủy Hoàng thống nhất tiền tệ và đơn vị đo lường, thiết lập hệ thống quan lại địa phương cho triều đình chỉ định, xóa bỏ chế độ phân chia ban tước cho các quý tộc. Trong suốt quãng đời mình, Tần Thủy Hoàng chu du khắp nơi, tầm tiên học đạo, ông dùng pháp gia để trị quốc. Đối với những kẻ giả nho sĩ đều nghiêm khắc trừng trị, tuyệt đối không nương tay. Đây cũng là nguyên nhân khiến người đời sau lầm tưởng Tần Vương là một tên hôn quân bạo chúa, đốt sách chôn nho. Sau khi thu phục được 6 nước chư hầu, thống nhất Trung Hoa, Tần Vương hiểu rằng sau khi ông qua đời, Đại Tần có thể bị các nước khác thôn tính lại, cơ nghiệp huy hoàng ông vất vả gây dựng sẽ sụp đổ. Trong một lần, ông dạo chơi ở vườn hoa sau hậu cung Hàm Dương, suy nghĩ về việc làm thế nào đem sự huy hoàng của Tần Triều lưu danh thiên cổ. Hoàng đế gặp cao nhân. Trong lúc Tần Thủy Hoàng đang đâm chiêu, đột nhiên một vị cao nhân đắc đạo xuất hiện nói với ông rằng bởi vì việc thống nhất Trung Hoa và những thành tựu huy hoàng mà ngài gây dựng đã cướp đi sinh mạng và lợi ích của rất nhiều người, nên khi ngài không còn tại thế, rất nhiều người sẽ tìm cách lật đổ và phỉ báng ngài. Tần Vương nghe xong bình thản đáp: chuyện đó đối với ta không quan trọng, ta chỉ lo rằng nhiều năm về sau, khi các chư hầu lật đổ cơ nghiệp này, một chút dấu tích cũng chẳng còn nữa. Nếu khi đó có người muốn nhớ lại giai đoạn lịch sử này thì không biết làm thế nào. Vị cao nhân khẽ cười: tâm tư của hoàng đế tôi hiểu rất rõ, ngài muốn đợi cái năm tháng đằng đẵng và các triều đại lần lượt qua đi, khi những hận thù và lời lăng mạ của thế nhân dần phai nhạt, chính lúc con người bắt đầu nhìn nhận lại một cách chân thật tất cả những thành tựu mà ngài đã gây dựng, thì sẽ không cách nào tìm lại được bằng chứng chân thực về giai đoạn lịch sử này nữa. Tần Vương nghe xong thở dài: quả đúng là như vậy, hậu thế lúc đó sẽ tìm lại bằng cách nào đây? Cao nhân đáp: vậy để tôi đi tìm các đạo hữu bàn xem có cách nào không, một năm sau sẽ trả lời ngài. Vua Tần chắp tay đáp lễ: xin cảm tạ, hy vọng cao nhân có thể hoàn thành tâm nguyện này của ta. Thần giúp Tần Vương. Sau khi trở về, cao nhân đã mời nhiều đạo hữu đến bàn bạc về tâm nguyện của vua Tần. Lúc này, một vị đạo hữu lên tiếng: năm xưa, Hiên Viên Hoàng đế sáng lập ra nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa. Sau đó, ngài ấy đã vào núi sâu, một mình tu luyện đắc đạo, cuối cùng cưỡi rồng bay về trời, lưu lại một tích cổ sống động cho thiên thu vạn cổ. Nay Tần Thủy Hoàng cũng sẽ khai sáng thời đại đế vương trong 2.000 năm lịch sử về sau. Quan trọng hơn là trải đường cho sự kiện sáng thế chủ tương lai hồng truyền đại pháp tại thế gian. Sự việc này là vô cùng trọng đại. Sau khi bàn bạc thống nhất, các cao nhân thấy rằng đồ gốm có thể bảo tồn hàng ngàn năm mà không bị hư hại. Bởi lý của thế gian, con người là binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc, nên việc sử dụng phương thức binh chấn, tức là chiến binh, ngựa, chiến xa và các loại vũ khí khác nhau bảo vệ ngoại lăng mộ là cách tốt nhất thể hiện sự oai nghiêm và huy hoàng của đế quốc Đại Tần. Sau khi xem xét tỉ mỉ, vị cao nhân đã triệu hồi các vị thần cai quản các kỹ nghệ trên mặt đất lại, cuối cùng quyết định giao cho vị thần chuyên quản việc chế tác đồ gốm phụ trách sự việc này. Mọi chuyện sau khi an bài ổn thỏa, một năm sau như đã hẹn, vị cao nhân lại hiện ra trước mặt vua Tần nói rằng hoàng đế có thể dùng chất liệu gốm sứ để chế tác binh đoàn dưới lòng đất. Đồng thời, ông còn hướng dẫn chi tiết cho hoàng đế cách thực hiện ra sao, mời những thợ gốm sứ như thế nào. Lúc hạ thổ các bức tượng gốm thì cần tìm ai phụ trách, rất nhiều công việc đều đã được sắp đặt cụ thể.
Tần Vương nghe xong vô cùng mừng rỡ, lệnh cho tất cả những nghệ nhân gốm sứ tài giỏi trong hoàng cung và khắp nơi trên cả nước bắt tay tham gia công việc chế tác này. Vào thời điểm đó, trong quá trình chế tác binh đoàn ngựa gốm, vì để phân rõ trách nhiệm và mục đích nâng cao chất lượng chế tác, tên của các nghệ nhân gốm và cả địa danh nơi sản xuất được khắc lên một số nơi khó thấy như ở nếp gấp, quần áo. 2000 năm được bảo hộ. Để con người tương lai có thể thông qua hiện vật mà tìm về văn hóa và những giá trị truyền thống, các chư thần đã dày công an bài cẩn thận chi tiết, bảo hộ cho binh đoàn đất nung không bị xâm hại hoặc chịu bất kỳ tổn thất nào. Một vị thần thổ địa là không đủ sức bảo vệ, nên cần rất nhiều vị thần ở các tầng thứ cao hơn cùng hợp sức. Khi đội quân đất nung được hạ thổ, một nữ thần ở tầng thứ cao đi ngang qua, thấy sự việc quan trọng liền dùng thần thông triệu tập các vị thần khác đến. Một số vị đã nhập vào, trở thành thần bảo hộ cho những bức tượng. Vì không muốn binh đoàn đất nung bị con người khai quật lên sớm, nên khi mọi công việc xây dựng kết thúc, các vị thần đã dùng thần lực xóa đi hết thảy ký ức về sự việc này trong trí nhớ của quốc dân Triều Tần khi đó. Nếu không thì không thể cả một binh đoàn quy mô như thế đều chìm sâu vào quên lãng, sử sách cũng không có bất kỳ thông tin nào được lưu lại. Tuy nhiên, thế gian có lý tương sinh, tương khắc, nhiều chính thần ra tay hiệp trợ thì cũng có rất nhiều vị thần bất hảo, không muốn binh đoàn đất nung được lưu lại cho tương lai. Họ tìm đủ cách phá hoại, thậm chí một số ác thần lợi dụng đặc tính dễ vỡ của đồ gốm sứ mà trực tiếp gây ra can nhiễu. Điều này đã dẫn đến cuộc giao tranh khốc liệt giữa các chính thần và ác thần. Trong suốt 2000 năm chôn vùi dưới lòng đất, tại vị trí lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đã xảy ra chiến loạn liên miên, nhưng lăng mộ và đội quân đất nung vẫn lặng lẽ, bình yên dưới lòng đất. Mãi đến năm 1974, một nông dân làng Hạ Hà, Lâm Đồng, Tây An, tỉnh Thiểm Tây do hạn hán nên đã đào giếng lấy nước. Lúc này những chiến binh đất nung cùng ngựa gớm bắt đầu tái xuất trước sự ngỡ ngàng choáng ngợp của thế nhân. Khi những bức tượng đất nung được phát hiện, những vị thần cũng từ trong thân tượng gớm mà rời đi. Sự phát hiện tưởng như tình cờ, nhưng thực ra đều do thần an bài. Thời điểm này, ở Trung Quốc cũng có nhiều khảo cổ lớn được phát hiện và công bố, đồng thời phong trào khí công cũng bắt đầu xuất hiện. Việc phát hiện ra binh đoàn đất nung khiến cho nhiều người hiện đại phải ngỡ ngàng thán phục trước trí tuệ và trình độ kỹ thuật cao của cổ nhân từ hơn 2000 năm trước. Một ví dụ minh chứng cho trình độ kỹ thuật cao thời đó là một thanh kiếm được phát hiện trong lăng mộ bị bức tượng tráng sĩ đè cong. Ngay khi bức tượng được dời sang một bên, thanh kiếm lập tức khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Đây là tính chất của một loại hợp kim có tên nitino, là sản phẩm của khoa học hiện đại. Thế nhưng con người 2000 năm trước đã có thể nắm bắt được phương pháp chế tạo ra loại hợp kim đặc biệt này. Sự kiện trên nghe qua như một câu chuyện thần thoại, vừa là chỗ giải mê, vừa là chỗ mê lớn nhất cho nhân loại. Có người tin, có người không tin, đó cũng là sự lựa chọn của mỗi sinh mệnh.